Ok, em anh xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Anh em xem kênh nhớ nhấn cho em xin một like và một cái nút đăng ký kênh cái bên cạnh ha. Để mỗi lần em đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay về những cái món đồ mà em sưu tầm. Clip hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái số lo đồng trục button nha anh em. Thì tình hình hiện nay thì hàng nó về khá là chậm á. Cho nên là cũng không có nhiều hàng như thường khi nó thuận biên anh em. Hiện tại thì biên giới nó đang rất là căng ha, và hàng về thì nó rất là nhỏ nhặt luôn đó. Thì anh em mình xem kênh ưng sản phẩm nào thì có thể liên hệ với em sớm để sở hữu em nói nha. Số lượng thì cũng lay ra cho anh em mình, em sẽ cố gắng hết sức có thể ha. Đó, thì lo này là lo đồng trục button đó. Thì mỗi lần hàng về thì em sẽ cập nhật clip cho anh em mình, và mẫu này thì em đã bán cho anh em mình rất là nhiều hàng rồi. Anh em mình về đa phần là thay thế vào những cái lo xe ô tô và những cái thùng lo bóc xe ở nhà đang có, và có rất là nhiều anh em mình làm lo center và lo trả lời thì phản hồi của anh em mình cũng rất là tốt trên cái sản phẩm này. Con này là lo đồng trục button anh em nha. Nó thì con này nó hát khá là đều trên ba dải lo trên một cái củ lo như thế này, là nó có bao gồm bát chung chép tất cả ha. Anh em mình có thể làm lo center, lo trả lời, và đặc biệt mấy con này độ nhạy nó rất là cao. Anh em mình thay vào lo xe ô tô á thì đa phần những cái CD ô tô nó sẽ đánh tốt anh em nha. Đó, anh em mình yên tâm. Rồi, và bây giờ thì em test trước độ nhạc đi, và sau đó thì em giới thiệu sơ qua cho anh em mình biết thêm ha. Đó, thì đây em câu tạm dây vô để mà em test cho anh em mình nghe nha. Anh em mình nghe cảm nhận chất âm. Dù tình xót đau tung huyệt đào, ngủ vùi với chim bao, nội niềm mắt xanh sao, nhưng anh vẫn ngóng tin em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em ngõ hồn tái tê, nắm cánh thần thơ nhìn lòng mắc răng tơ để một mối bơ vơ, khi không em nhốt anh trong đời chờ. Ôi cứa tim em bằng mà em không chút hối hận, anh buồn lắm gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng đêm mơ hắt hiu cô đơn tận cùng đàn lỡ phiến say cung tình này cũng nó. Anh em mình vừa nghe một đoạn nhạc ha, thì em test em mở nhỏ thôi, nhưng mà những cái dòng lo này thì là những cái dòng lo xịn độ nhạy cao, cho nên là khi anh em mình mở nhỏ thì tiếng nó ra nó vẫn dày dặn nha, và tiếng bass nó tròn trịa ha. Thì cái này là chưa có thùng mà cái tiếng nó ra nó đã rất là ok rồi, đặc biệt là cái tiếng chép anh em. Con đây là nó có một con lo chép đơm lụa, con rất là to, và con này nó kêu có tiếng rất là tơi và nhuyễn luôn ha. Và cái tiếng lời của ca sĩ thì trên cặp lo này thể hiện rất là ngọt ngào, em vừa test cho anh em mình nghe đó ha. Và con này thì là nó đánh dòng nhạc Vina House, dòng nhạc cực mạnh á ha, thì nó đánh rất là sướng luôn. Anh em mình cho vào thùng hoặc là cho vào cánh cửa xe rồi á, anh em mình nghe những cái dòng nhạc Villa House đầu, nó tiếng bass nó đánh rất là lực và dày dặn, cái tiếng bass nghe rất là sướng luôn nha anh em. Đó, còn dòng nhạc vàng thì em vừa test cho anh em mình nghe rồi. Tại vì cái dòng này á là hãng thiết kế ra là để cho anh em mình chơi đa dòng nhạc ha. Anh em mình có thể chơi nhạc vàng, bolero và nhạc DJ Vina House ha, trên cái con lo này đều tốt nha anh em. Con lo này nó có đường kính thông số chuẩn là 16,5 cm, thì anh em mình chỉ cần, nếu mà những cái thùng lo mà 1 tấc 6 á, anh em mình chỉ cần tháo ra và lắp cái lo này vào thôi ha, là vừa tiếng luôn. Và những cái lo xe mà lo xe 1 tấc 6 á, là anh em mình cũng chỉ cần tháo cái lo cũ ra, lắp cái lo này vào và cắm dây thôi, không cần phải chơi cháo thêm gì nha anh em. Tại đây là thông số chuẩn của lo 1 tấc 6, là đường kính đo phủ bì là nó hơn 16 1 tí nha. Đó,
Màn là một cái màn màu đen bóng nha anh em. Thì nhìn ở bên ngoài á, nó sẽ là một cái màu đen bóng luôn. Tại này em đang quay qua điện thoại nó có đèn á, thì nó dạ anh em mình thấy nó trắng trắng thì nó không điều màu, nhưng mà nhìn bên ngoài thực tế á, thì nó là một cái màu đen như thế này nha anh em. Một cái màu đen thôi ha. Đó, cái này là em đang quay nó có cái đèn nó chiếu á, thì anh em mình thấy chỗ trắng chỗ đen là do cái ánh đèn nó chiếu vào lo nha. Đó, đây. Lo đồng trục button ha. Con này là dây râu, là dây râu bạc nha, và đi dưới cái nhện luôn. Khi mà đánh mạnh á, thì nó không có bị vũ nha anh em. Đó, và đây là một con tụ ha, con tụ cho lo chép. Đó, thì về anh em mình chỉ cần đấu trực tiếp vào đây thôi. Đó, thì cái đường dây này là nó đi ở dưới cái cụ từ luôn. Và cụ từ đây thì nó có một cái rãnh nha. Và con ốc này là nó bắt con lo chép ha. Anh em mình có thể tháo gờ chép được, tháo con ốc này. Đó, rồi. Thì lo này với hàng mà nó đẹp, hát tốt ha, giá là 1,8 triệu một cặp cho anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Dòng này thì em bán khá là nhiều và chất âm thì nói chung là rất là tuyệt vời trong tầm giá luôn. Anh em mình ưng thì liên hệ với em chốt hàng nha. Giá một cặp lo là 1,8 triệu. Đó, cái này là so với những cái dòng mà JBL lo 16 á ha, lo JBL 16 vẫn hay bán á, là chất âm con này nó vượt xa hơn nhiều nha anh em. Đó, anh em mình thích thì liên hệ với em. Rồi, clip em xin được kết thúc tại đây nha. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong một clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.